quý con xinh đẹp của Melia. Hôm nay thì mọi người thấy là khi Lan Anh khoác lên mình mẫu thiết kế này có nổi bật không ạ? Thiết kế lần này của chúng ta sẽ có tông màu rất độc đáo, đó chính là tông màu ombre, chuyển từ màu đỏ này, đó, đến cam rồi đến vàng. Sự chuyển màu độc đáo như thế này không chỉ khiến cho chúng ta nổi bật và thu hút giữa đám đông mà còn có một hiệu ứng tôn da vô cùng tuyệt vời nữa. Phần thân trên của chúng ta sẽ có dáng cổ V rất là trẻ trung các quý cô nhá, và kèm theo đó là những đường xếp ly này để có thể tôn trọn được vòng một của chúng ta. Phần tay dài và ở gấu tay thì sẽ có những phần cúc đá sáng lấp lánh như thế này để làm một điểm nhấn nổi bật cho mẫu thiết kế càng trở nên đẹp mắt hơn. Phần thân dưới này, đó, độ chuyển màu rất độc đáo, rất là tươi trẻ đúng không ạ? Và chất liệu chủ đạo của thiết kế lần này sẽ là chất liệu chi phông cao cấp mọi người nhé. Một chất liệu mà vừa mềm mại này, nâng niu làn da này, thoáng mát lại còn thấm hút mồ hôi nữa, đặc biệt phù hợp trong thời tiết mùa hè như thế này. Vậy thì sẽ không có một lời chối từ nào cho thiết kế xinh đẹp ngày hôm nay đúng không ạ? Nếu như mọi người đã yêu thích rồi và đang có những kế hoạch là mình sẽ đi biển thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua thiết kế lần này nhé. Hãy để lại comment trực tiếp dưới video này, và khi mua hàng online mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship. Còn nếu như muốn đến tận nơi để có thể thử và nhìn ngắm mẫu thiết kế nổi bật như thế này thì xin mời mọi người sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.